Tiếp theo video lần này chúng ta sẽ khảo sát về cái phần đất tạo và edit một cái sản phẩm như thế nào ở trong mình panel. Thì các bạn vào catalog, các bạn chọn vào tab rồi đất. Và chúng ta mặc định là sẽ vẫn thấy cái danh sách sản phẩm hiện ra và chúng ta sẽ chọn một sản phẩm để khảo sát. Chọn sản phẩm đầu tiên và chúng ta bấm edit. Thì ở đây nó sẽ xuất hiện tất cả các tab liên quan tới phần đất. Thì như mặc định cái tab general này là cái tab chung mà tất cả các cái thành phần như là category product hay là tất cả các thành phần khác nó đều có. Thì cái phần này là quá quen thuộc rồi cho nên là mình sẽ không có bàn tới. Tuy nhiên là cái trong cái phần product nó sẽ có một cái khác biệt, đó là cái product tag, có nghĩa là một sản phẩm sẽ các bạn có thể đặt nhiều tag khác nhau. Thì khi mà người dùng mà truy cập vào cái website của bạn, người dùng chọn vào cái tab đó thì nó sẽ liệt kê ra tất cả sản phẩm mà nằm trong cái tab đó. Về cái tab data chúng ta sẽ thấy thứ nhất là cái model, là cái giống như là một cái mã sản phẩm. Thì cái mã này nó sẽ riêng biệt và duy nhất, có nghĩa là các bạn khi mà các bạn đặt cái mã sản phẩm thì các bạn không nên đặt trùng nhau. Một số cái chức năng mà OpenCAD hỗ trợ chúng ta rất là kỹ lưỡng là những cái code, những cái mã, những cái số, mã số mà liên quan tới nhà sản xuất, rồi những cái mã số chuẩn quốc tế vân vân. Thì cái phần này chúng ta sẽ không quan tâm, các bạn có thể tự tìm hiểu. Về cái phần location, nghĩa là xuất xứ hàng sản phẩm ở đâu, thì các bạn chọn vào ví dụ như là Việt Nam hoặc là Thái Lan hoặc là Trung Quốc vân vân. Và phần giá cả không gì phải nói. Cái tiếp theo là chúng ta sẽ bàn về cái phần thuế. Thì đây mặc định thuế có nghĩa là không đánh thuế cái sản phẩm này. Thì sẽ có nhiều cái loại thuế khác nhau, thì các bạn có thể tạo và edit thuế như thế nào thì trong này nó sẽ hiển thị ra. Thì cái phần thuế sẽ có một cái video riêng. Tiếp theo là cái phần mà số lượng. Thì đây các bạn nhập số lượng của sản phẩm, ví dụ như là hiện tại các bạn bán sản phẩm này số lượng là 50 cái, để các bạn nhập 50 vào đây. Cái minimum quantity nghĩa là cái số lượng tối thiểu mà khách hàng phải mua. Ví dụ như là chúng ta nhập ở đây là 5, thì khi mà khách hàng muốn mua sản phẩm này thì khách hàng bắt buộc phải mua 5 cái. Khách hàng muốn mua 1 cái thì sẽ không được. Ví dụ mặc định là nó sẽ là 1 cái. Còn cái subtract stock có nghĩa là khi các bạn mua, khi mà người nào đó mua sản phẩm của bạn thì nó sẽ tự động trừ vào quantity trên này. Ví dụ như là quantity các bạn nhập vào là 100, một khách hàng nào đó mua 5 sản phẩm của bạn thì nó sẽ tự động nó sẽ trừ, là lúc đó sẽ còn là 90 95. Còn nếu mà các bạn chọn no thì nó mặc định nó sẽ không trừ, cái số lượng này nó vẫn còn nguyên. Thì chọn no nó sẽ khó kiểm soát được cái hàng hóa của bạn, và cho nên là tốt nhất là chọn yes theo mặc định. Cái out of stock status có nghĩa là tình trạng mà hết hàng. Thì khi mà hết hàng thì nó sẽ hiển thị ra là out of stock vân vân. Require shipping có nghĩa là yêu cầu chuyển hàng hay không thì chọn yes hoặc là no. Sale keyword ở đây nó tương tự như cái sale keyword ở bên category, có nghĩa là khi các bạn nhập vào cái keyword nào đó mà các bạn đã bật cái tính năng mà ở trong system setting, cái chỗ mà sale URL giống ở bên category á, như là cái sale URL này thì nó sẽ lập tức là nó sẽ sử dụng cái category của bạn, URL keyword của bạn điền vào đây. Tiếp theo là cái phần hình ảnh thì cũng tương tự với bên Kerry. Cái ngày thì có hiệu lực của sản phẩm, và tiếp theo là size của sản phẩm. Thì đây nó có long hay là chiều dài nè, width, length là tính theo centimet hoặc là milimet hoặc là tính theo inch, quay nghĩa là độ cân nặng của sản phẩm. Ví dụ như các bạn bán sản phẩm quần áo hay là tủ sách gì đó thì nó sẽ điền vào đây.
Weight class thì tính theo cái kilogram hay là tính theo những cái đơn vị nào mà bạn chọn vào đây. Status là enable và cái sort order, ví dụ là các bạn muốn là sắp xếp thằng này lên đầu tiên thì các bạn chọn vào số 1. Thì mặc định là khi mà các bạn tạo một sản phẩm mới thì số này luôn là số 1, có nghĩa là các bạn vừa tạo sản phẩm thành công thì nó sẽ lên top cho các bạn. Tiếp theo là ở bên tab link. Ở bên này nó sẽ có một số cái tính năng mà các bạn không cần thiết, ví dụ như là nhà sản xuất nè, rồi cái category này là rất là cần thiết. Các bạn sẽ nhập cái category, cái sản phẩm này thuộc cái category nào thì các bạn nhập vào đây. Thì một sản phẩm có thể thuộc nhiều category khác nhau, ví dụ ở đây là category handbag thì có thể bạn nhập vào một cái category nào đó và các bạn chọn nó, thì nó sẽ liệt kê cái danh sách category nằm đây. Cái filter mình sẽ không đề cập tới. Cái phần download, download có nghĩa là cái sản phẩm này nó kèm theo cái gì đó mà các bạn muốn cho người khác download, ví dụ là hướng dẫn sử dụng hay là một cái tài liệu gì đó, thì các bạn có thể nhập cái tên của cái download cái file nằm đây. Thì cái phần download này các bạn mặc định là các bạn sẽ vào trong admin panel luôn, các bạn sẽ tạo những cái thứ mà cần download thì các bạn nhập vào đây và chúng ta chọn cái cần download nào á, thì nó sẽ liệt kê danh sách như thế này cho chúng ta. Cái phần related products nó cũng khá là quan trọng, có nghĩa là cái sản phẩm của bạn bạn đang tạo á, nó sẽ liên quan tới cái sản phẩm nào. Thì phần này là các bạn tùy biến hoặc là các bạn để trống cũng được. Attribute có nghĩa là cái tính cái thuộc tính của cái sản phẩm. Cái option là cái lựa chọn, ví dụ như là chúng ta sẽ có màu sắc thì nó có màu gì, ví dụ như là màu trắng đen hoặc là màu gì đó, các bạn sẽ tạo 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 ở đây. Thì ở trong này nó có là số lượng, ví dụ như là màu trắng đen thì có số lượng là một, màu này thì có số lượng là 100 chẳng hạn. Thì cái substract stock nó cũng giống như ở bên phần data. Và cái giá cả có nghĩa là màu, ví dụ như là một sản phẩm bình thường thì nó có giá là 100.000, tuy nhiên là khi mà mua cái màu này thì nó sẽ cộng thêm 5.000, thì các bạn chọn cái dấu cộng ở đây và các bạn điền đây là 5.000. Còn nếu mà mua cái sản phẩm với cái màu khác thì nó được giảm bao nhiêu đó, thì các bạn chọn vào dấu trừ và các bạn điền cái số giảm ở đây. Và cái points này có nghĩa là điểm, có nghĩa là cái website nó có cái tính năng rất là hay, nghĩa là các bạn mua một sản phẩm, người dùng mua một sản phẩm nào đó thì sẽ được cộng điểm. Thì ở đây nó là cộng điểm theo cái option, ví dụ là mua màu trắng đen thì cộng thêm bao nhiêu điểm chẳng hạn, ngoài cái điểm mặc định mà chúng ta đã mua cái sản phẩm đó thì nó còn cộng thêm chúng ta bao nhiêu điểm, thì các bạn quy định ở đây. Và cái weight, weight nghĩa là cái cân nặng thì chúng ta sẽ quy định đây cộng bao nhiêu. Thì cái phần này nó sẽ liên quan tới cái phần mà shipping, có nghĩa là giao hàng, cho nên là các bạn cần phải quy định rõ ràng. Hoặc là nếu mà các bạn giao hàng mà không có theo cái cân nặng hay là giao như thế nào đó thì phần này các bạn khỏi cần quan tâm. Cái profile ở đây nó liên quan tới nhiều cái group của customer, có nghĩa là khách hàng của bạn ở trong cái website, nó có thể chia làm nhiều cái nhóm khác nhau, ví dụ như là nhóm A, nhóm B, nhóm C, nhóm VIP, nhóm bình dân hay là nhóm gì đó, thì các bạn quy định nằm đây. Và cái product này nó thuộc cái nhóm nào, thuộc cái nhóm customer nào. Thì thông thường ở một website mà bán hàng bình thường thì chúng ta sẽ không cần quan tâm tới cái nhóm khách hàng, một cái sản phẩm nó thuộc cái nhóm khách hàng nào, mà sẽ bán đại trà, có nghĩa là tất cả mọi người, tất cả customer đều có thể thấy được cái sản phẩm, đều có thể mua được cái sản phẩm. Cái discount nghĩa là giảm giá, ví dụ như là với cái nhóm sản phẩm, cái nhóm khách hàng này thì các bạn giảm giá bao nhiêu. Thì đây nó có số lượng nè, cái độ ưu tiên giá nè, ngày bắt đầu và kết thúc, nghĩa là giảm giá từ ngày nào tới ngày nào. Thì ở trong cái phần mà admin panel ta, nó có cái phần gọi là customer group, nghĩa là các bạn chọn sale với customer này, customer group
nó cho phép chúng ta là tạo nhiều cái group khách hàng, thì mặc định là nó có một cái group nó gọi là default. Thì thằng này khi mà discount các bạn add thì cái customer group đó là default, nghĩa là nó sẽ áp dụng cho tất cả các khách hàng, tất cả khách hàng ai cũng được. Hoặc là các bạn có thể tạo một cái group khác, ví dụ là group là VIP hay là group group thành viên vàng hay là thành viên kim cương này chẳng hạn, thì nó sẽ các bạn có thể chọn vào đây. Rồi và cái tab tiếp theo là special, nghĩa là đặc biệt, thì nó cũng giống giống như là cái phần discount. Ví dụ là đặc biệt thì đặc biệt nó cũng giống về giá cả nè, có nghĩa là đặc biệt giống như là gọi là ngày vàng, ví dụ như là mua vé máy bay hay là một số cái hãng nó có cái ngày vàng giống như, thì cái phần mà special là giống tương tự là cái ngày vàng vậy. Cái phần image là cái hình ảnh, thì ở đây một sản phẩm các bạn tạo ngoài cái hình ảnh mặc định mà ở bên tab data chúng ta quy định là cái hình này, thì nó sẽ còn có cái hình ảnh khác, nhiều cái hình ảnh khác nhau. Ví dụ như là cái hình này thì các bạn có thể là add image, rồi chúng ta sẽ chọn browse, chúng ta sẽ chọn cái hình nào đó, cái hình mà chúng ta muốn đính 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 kèm vào cái sản phẩm này á. Thì ở bên mình sẽ lấy ví dụ như là một cái sản phẩm ở bên handbags, chúng ta chọn vào, ví dụ như là chọn vào cái túi xách này đi. Thì ở đây ngoài cái hình ảnh mặc định là cái hình mà đầu tiên các bạn thấy là cái hình này, thì nó còn cái hình này nữa. Và cái hình này thì chúng ta sẽ thêm vào trong cái phần này, trong cái phần tab image. Tiếp theo là cái reward points, có nghĩa là cái số điểm mà khi mà khách hàng mua cái sản phẩm của bạn thì sẽ được cộng bao nhiêu điểm vào tài khoản, ví dụ như là 100 hay là 200, thì bạn sẽ quy định với số điểm đây, và cho cái khách hàng, cái nhóm khách hàng nào thì mặc định đó là default. Và bên tab design thì nó cũng có tương tự là bên cap category, thì mặc định nó là để trống, nó sẽ tự động nó biết là cái sản phẩm này đó, nó thuộc cái layout nào, nó thuộc cái bố cục cái website, thuộc cái dạng gọi là dạng đồ đất, thì chúng ta không cần phải chọn đồ đất mà chúng ta cứ để mặc định là nó sẽ tự động biết. Tiếp theo là cái marketplace links, thì ở trong này nó sẽ, đây là một trong những cái tính năng nâng cao của bên cạc mà mình sẽ nói cái phần này sau. Thì bởi vì video đã quá dài nên là mình xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.